Từ nhiều năm nay, nguồn nước suối Cái chảy qua địa bàn ba xã Yên Sơn, Yên Lương, Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trở nên ô nhiễm nặng do việc xả thải từ thượng nguồn của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thuận Phát tại Hòa Bình đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống dân sinh của người dân nơi đây. Suối Cái là nguồn cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho khoảng 1.000 hộ dân tại xã Yên Lương. Do ô nhiễm, nước suối liên tục có màu vàng, lúc thì đen, mùi hôi thối nồng nặc. Hôm nào xả mạnh, mùi bốc lên khiến cho người dân vô cùng khó chịu, không cá tôm nào sống được. Bà con thì quá khổ, bởi vì là chả dùng được nước này, họ toàn là dùng máy nước ở trên nguồn, trên đấy lấy để chạy qua đường ống dẫn về thôi. Thế còn đây thì sinh hoạt thì họ không dùng được cái nước như ấy nữa. Nhưng mà nhà gần đây là nó bị ô nhiễm chứ. Nên nhà gần đây là nó ngấm vào giếng và giếc là không sinh hoạt được. Hiện tượng này là ô nhiễm cũng từ năm 2013-2014 là trực tiếp là ô nhiễm nặng hơn. Là cũng hiện nay là bà con nhân dân thì cũng không dám tắm rửa và cũng giặt giũ ở tại nguồn nước này, và cũng như là các nguồn nước ao hồ là cũng như là không dám lấy cái nguồn nước này để phục vụ cho cái nuôi trồng thủy sản. Ngày 28 tháng 2 năm 2020, kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường đã chỉ rõ các vi phạm của công ty Thuận Phát và quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng, đồng thời yêu cầu công ty phải cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để bảo đảm nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, với những vi phạm đã tồn tại nhiều năm thì hình thức xử lý trên chưa đủ tính răn đe. Đề nghị là các cơ quan chức năng đã kiểm tra xử lý thì cần phải xử lý nghiêm để làm sao đảm bảo để cái đơn vị mà vi phạm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Vấn đề ô nhiễm môi trường tại suối Cái đã tồn tại nhiều năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh. Người dân mong muốn chính quyền các cấp cần phải tiếp tục làm việc giữa hai tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình, cần xem xét, làm rõ nguyên nhân, có hướng khắc phục nhằm hồi sinh dòng suối. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng cần thực hiện các biện pháp quyết liệt để giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm suối Cái.